Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Sony HDRD40. Thì đây là một modem mới được Sony ra mắt trong năm nay. Với modem HDRD40 này thì được Sony trang bị rất là nhiều cái sự thay đổi. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp sản phẩm để các bạn thấy được về sản phẩm loa HDRD40. Thì trước mặt các bạn đây là toàn bộ vỏ hộp sản phẩm mới 100% nguyên hộp. Với cái bề mặt của ngoài vỏ hộp sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ thấy được những thông số cơ bản của loa. Thì như đây là loa được chia kênh là 5.1. Ở ngoài vỏ hộp sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái sản phẩm cơ bản bên trong sẽ gồm những gì. Như là đây là một giải thanh sao 3 và một super siêu trầm, và sẽ thêm hai loa trụ. Với cái thiết kế này thì loa sẽ chia kênh 5.1 rất là chuẩn. Như hình dưới đây thì chúng ta sẽ trải nghiệm về chất lượng âm thanh rất là tốt. Còn đây là công suất của loa 600W. Với dòng sản phẩm mới như HDRD40 này thì được Sony trang bị với một công suất rất là cao, gấp đôi những sản phẩm trước đây, như là những cái dòng như CT290, CT390 công suất là 300W, còn HDRD40 công suất là 400W. Chúng ta có thể kết nối USB để nghe nhạc trực tiếp, hoặc chúng ta kết nối dây quang hoặc dây optical. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tải những cái app của Sony, ví dụ như app Music Center, để chúng ta bắt nhạc qua Wi-Fi đây, đầy đủ kết nối. Để mặt trên sản phẩm. Còn bên mặt ngang đây thì chúng ta cũng sẽ có được cái tên sản phẩm và xuất xứ. Như đây là hãng sản xuất là Sony đây. Đó, đơn vị nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn Sony Electronics Việt Nam. Xuất xứ Malaysia. Như vậy là sản phẩm loa Sony sẽ được sản xuất theo dây chuyền của Sony và được sản xuất bên Malaysia do công ty Sony Việt Nam nhập khẩu vào. Như vậy là sản phẩm loa Sony HDRD40 này sẽ được Sony Việt Nam nhập khẩu trực tiếp vào Malaysia. Ok, sau đây mình sẽ khui hộp sản phẩm.
Như vậy là vừa rồi mình đã mở một sản phẩm. Thì ở bên trong thì như chúng ta thấy là sẽ gồm một giải loa thanh. Đây là giải loa thanh của HT-RT40. Đây là Super siêu trầm. Còn đây là hai loa trụ, hai loa giải trụ. Ở phần dưới này thì Sony để một lớp mặt kính trong suốt rất là đẹp. Còn lớp kính này để trang trí, cho nên là chúng ta trang bị ở những không gian căn phòng của mình rất là hợp lý. Đây là một thiết kế rất là đẹp. Thì ở bên trong thì sẽ gồm những phụ kiện như sau. Đây là dây HDMI, chúng ta sẽ có một dây cáp HDMI đi kèm. Còn đây là bộ sách hướng dẫn sử dụng. Đây cũng là một tờ hướng dẫn sử dụng. Điều khiển ốc để chúng ta bắt với cái giá đỡ dưới. Mình xin giới thiệu với các bạn thì đây là một cái giá đỡ của cái chân của cái loa trụ này. Đây là loa trụ nha. Thì ở mặt dưới đây chúng ta sẽ có 4 con ốc. Chúng ta sẽ luồn dây điện vào lỗ giữa này, sau đó là sẽ bắt 4 ốc vào trụ này. Đây, thiết kế của loa sẽ từ khi mà chúng ta bắt ốc thì sẽ như này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể treo được loa. Đây, đây là những cái lỗ để chúng ta có thể treo cái loa trụ này. Đó, ở phần trên dưới sẽ có hai điểm. Cho nên là các bạn có thể bố trí để cái loa trụ này dạng đứng hoặc chúng ta có thể treo ở góc nhà, tùy ý. Sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn qua về cái cục Super này. Thì với cái cục Super của HT-RT40 này thì sẽ gồm những cái nút điều hướng cảm ứng. Đây là hoàn toàn cảm ứng nhé. Power bật mở, input chọn chế độ, các bạn có thể chọn các chế độ. Ví dụ như là chúng ta kết nối loa với TV thì chúng ta chọn các chế độ như kết nối TV hoặc Bluetooth hoặc là kết nối USB. Đó, đây thì đang giảm âm lượng, còn đây là cái nút kết nối Bluetooth nhanh, chúng ta bấm cảm ứng vào đây là sẽ loa sẽ bắt Bluetooth để kết nối với điện thoại hoặc là iPad. Còn ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có một khu vực cắm cổng USB, chúng ta có thể cắm USB trực tiếp để phát nhạc qua đây. Đây là một lớp mặt lưới rất là đẹp. Với cái thiết kế Super của HT-RT40 này thì đem lại chúng ta một cảm giác rất là sang trọng. Các bạn nhìn, ở dưới đây là mặt lưới, trên đây là bóng, ở dưới cũng vậy. Ở dưới đây là khu vực đẩy hơi, một thiết kế rất là đẹp. Mình đánh giá cái Super siêu trầm của HT-RT40 này so với những sản phẩm trước đây thì đẹp hơn, sang trọng hơn. Đó, các bạn nhìn, rất là đẹp. Ở mặt trên đây là logo của Sony. Mình sẽ giới thiệu ở cái mặt sau này. Ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có một bộ phận đây, kết nối dây nguồn. Chúng ta sẽ cắm dây nguồn Super vào. Và từ Super sẽ kết nối với giải loa thanh như sau. Đây, như các bạn nhìn thấy, đây là giải loa thanh. Giải loa thanh sẽ có 3 dây đi kèm, đó là đỏ, xanh và trắng. Thì chúng ta cũng sẽ kết nối cắm vào đây. Ví dụ đây chúng ta sẽ kết nối dây xanh, đó, dây đỏ, dây trắng vào. Ok. Còn là hai cái bộ phận màu xanh nước biển này và màu xám này thì chúng ta sẽ kết nối với cái loa trụ này. Đây. Ok. Chúng ta sẽ kết nối loa trụ này với hai bộ phận bên trong đây. Còn đây là kết nối HDMI để chúng ta cắm dây HDMI từ cục súp này với TV hoặc dây quang optical, chúng ta kết nối với TV qua hai đường truyền này, hoặc có thể kết nối dây analog, đó, jack 3.5 đây, ở bên trong đây. Ok. Như vậy là tất cả các kết nối rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc cắm từ loa sao ba vào đằng sau đây và hai loa trụ vào hai điểm này
Còn lại khi chúng ta kết nối với TV thì cắm dây HDMI xuất ra TV. Còn nếu nghe nhạc bằng Bluetooth qua điện thoại thì chúng ta chọn về cái chế độ Bluetooth để nghe nhạc qua điện thoại. Như vậy là vừa rồi mình cũng đã mở hộp sản phẩm Sony HD-RT40. Thì mình cũng xin điểm qua những cái điểm nổi trội của sản phẩm ở đây là: với công suất rất là cao 600W, được trang bị thêm 2 phần loa trụ với thiết kế rất là mới, rất là đẹp ở phần kính đây, đáp ứng cho chúng ta khi chia kênh là 5.1, giúp các bạn trải nghiệm khi nghe nhạc xem phim sẽ rất là tốt. Đặc biệt là với cái phần thiết kế, mình đánh giá ở đây thiết kế rất là tinh tế và sang trọng. Ở phần loa sao 3 super siêu trầm cũng như là phần loa trụ rất là đẹp, trang bị chân để rất là tốt. Sản phẩm loa Sony HD-RT40 được bảo hành chính hãng của Sony là 1 năm, được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường. Mình khẳng định là giá rất là tốt so với thị trường nhé. Sản phẩm sẽ được bên mình giao hàng và thanh toán tận nơi khi các bạn nhận hàng. Để đặt hàng, các bạn vui lòng liên hệ với bên mình qua số điện thoại hotline Facebook Zalo là 0977 254 396. Bên mình sẽ giao hàng và thanh toán tận nơi khi các bạn nhận được hàng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn.